Thưa quý vị và các bạn, bằng tình cảm trách nhiệm đối với những người nghèo, người khó khăn về nhà ở, cả hệ thống chính trị ở Nghệ An cùng vào cuộc và sau hơn 10 tháng đã huy động xây dựng mới gần 6.800 ngôi nhà cho người nghèo. Những ngôi nhà không chỉ được xây dựng từ nguồn vận động 50 triệu đồng, mà nhiều hộ nghèo còn nhận được sự giúp đỡ sẻ chia từ các ban ngành đoàn thể ở địa phương cùng bà con lối xóm để có được những ngôi nhà khang trang, ấm cúng. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với chị Hồ Thị Thu ở xóm 1 xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu. Từ căn nhà lụp sụp trước đây, nay gia đình chị đã được chuyển sang căn nhà mới khang trang với tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng. Chị Thu có hoàn cảnh rất khó khăn khi chồng bị bệnh tim nặng, bản thân không có việc làm, đang nuôi con nhỏ và tính tình cũng không được nhanh nhẹn. Thì con tôi trước đây là bị hoàn cảnh là bị bệnh, rồi là làm ăn thì hàng năm là phải chuyên môn phải đi viện, làm ăn quanh năm là không đủ ăn. Thì thôi, bây giờ được sự hỗ trợ của các đoàn thể của các cấp, đến nay thì đã làm được cái căn nhà như vậy thì tạo điều kiện cho gia đình được an cư, làm ăn đối lại thì bây giờ gia đình này vui lòng và phấn khởi. Còn với chị Nguyễn Thị Huệ, có hoàn cảnh là mẹ đơn thân, nuôi ba con, bản thân đau ốm không có việc làm ổn định, nhà thường xuyên bị ngập sau mỗi trận mưa. Việc xây được nhà mới là điều quá xa vời đối với chị. Nhưng với số tiền đền bù 80 triệu đồng khi đường cao tốc chạy qua nhà bố mẹ đẻ, Quỹ Trẻ Em có hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ làm nhà tình thương 50 triệu và vay mượn thêm anh em. Này chị đã hoàn thiện được căn nhà gần 190 triệu đồng. Lại là gia đình cứ cố gắng mà làm thì không có thì vay mượn trả dần cho con. Nếu như mà không làm thì cứ để được qua nhà cứ một năm tuần tuổi đi thì sinh bệnh ra là khổ. Mà sinh bệnh ra mà đến khi con là sinh bệnh ra là khổ là không ai làm cho được mà nuôi mẹ này. Chị Nguyễn Thị Phương ở thị trấn Hưng Nguyên cũng có hoàn cảnh rất khó khăn. Hàng ngày chị làm nghề nhặt ve chai để kiếm sống. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, chính quyền địa phương đã vận động hỗ trợ 3 tấn xi măng. Hàng xóm láng giềng giúp đỡ ngày công, nên gia đình chị Phương đã có được căn nhà để che mưa, che nắng. Được các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể đã giúp đỡ cho một cái số tiền và có một cái động lực đó để cho dân làng nhờ chính quyền, nhờ đoàn thể và nhờ bà con xóm, lối xóm đã giúp đỡ để có một cái nhà khang trang. Phong trào làm nhà ở cho người nghèo đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai. Ngoài giải quyết nhà ở cho người dân, bên cạnh đó còn góp phần xây dựng khối đại đoàn kết và thắt chặt tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư.